À, tiếp tục một cái đề của trường Nguyễn Tân Hiền đó nha, để ôn tập học kỳ 2. Câu giảng trình à, giảng trình với bất quy trình nó na ná nhau thôi nha mọi người. Bất quy trình thì nó khác cái dấu lớn dấu bé thì nó sẽ khó hơn chút, về bản chất là mình phải biết biến đổi ha. Biết biến đổi câu mồ này, mồ này mình thường mình gặp mấy câu này á, thì theo thầy nghĩ là mình đặt nhân tố chung hoặc là mình sẽ chia phương trình cho một cái gì đó, hình dung được không? Mấy cái bài khó thường là mình phải đặt nhân tố chung hoặc là mình chia phương trình cho một cái gì đó. Bây giờ để thầy coi, này sẽ là ai chia thử cho cái này trước nha, phải thử nha mọi người. 2 mũ 2 x bình chia cho 2 mũ này đây. Cái này đặt chung thì khả năng chắc không được rồi, vì cái này có ba hàng tử, ba hàng tử mình đặt có bốn hàng tử thì mình nhóm hai cái lại thì mình nghĩ đến đặt nhân tố chung. Còn cái này thì mình thấy là nó ba hàng tử thì chia ha, chia mất rồi nha, cái này chia như vậy đi. Cái này là đang thử thôi nha, chứ biết nó có đúng hay không nha, tại mình không có nhẩm được, mấy con này mình không nhẩm được. Cái này chia để trừ nha, 2x bình trừ x bình là ra x bình nè, trừ trừ x nè, cộng thì ghi lại 2 mũ thì trừ x bình, 2x trừ x là x nè, cộng 2. Ok, thấy ổn rồi đó, vậy là chắc ngoài này chia đó. Rồi thì mọi người thấy cái này mình tách nè, tách thành 2 mũ x bình trừ x nhân cho 2 nha, 2 mũ 1 là 2 nha, đây mình tách 2 mũ vậy đi ha. Rồi, nhân 2 mũ 2 nha. Rồi qua đây nha, thì có phải cái này thì giữ nguyên cái này đi, hai riêng trước nha. Cái này là mũ trừ, trừ là mình biến nó thành dưới mẫu á nha, tại vì mình có công thức là hai mũ ví dụ như a mũ trừ n bằng một phần a mũ n đó, thấy không? Rồi thì điều chỉnh một con. Thì bây giờ thầy sẽ đặt T là cái hai mũ này. Mũ này hai mũ hai à, là bốn. T bằng hai mũ x bình chữ x. Mũ thì lúc nào bị dương nha, bị dương. Rồi, quy đồng lên. Hoặc là nhân cho T. Là hai T bình. T cộng 4. Rồi, bấm máy. Rồi, ra số rất là đẹp. T bằng 4. T bằng 1 phần 2. Nãy mình đặt T là 2 mũ x bình chữ x nhận hết nha. Rồi, 4 là 2 mũ 2. Là x bình chữ x sẽ bằng 2. Phần này x bình chữ x. 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1. Đây bằng trừ 1. Đây mình ra x bằng trừ 1, x bằng 2 nè. Cái này chương trình này chuyển vế vô nghiệm ha. Đó xong rồi, câu tiếp theo 9 mũ x bình có số câu 2 9 mũ x bình tiên bình này cộng cho cốt bình x này khá đơn giản thôi, 9 mũ sin bình mình ghi lại đi, cốt bình là bằng 1 trừ sin bình thôi. Có thể này mình cũng làm tương tự, 9 mũ 1 chia cho 9 mũ sin bình trừ một chia thôi đó, giờ đặt T là mũ sin bình. T này phải lớn không? Thực ra T này lớn bằng 1 luôn ha. Đánh giá chính xác là lớn bằng 1 luôn chứ không phải lớn bằng 0. Tại vì sao? Vì sin bình thì lớn bằng 0.
cho nên chín mũ xin bình đó lớn bằng chín mũ không, không là một đó. Tiếp tục phương trình tương đương ha, mặt t rồi chín phần t chuyển 10 qua luôn nha. Rồi quy đồng t bình chiều 10 t cộng 9 bằng 0, t bằng 1, t bằng 9, 9 mũ sin bình là t hai vô. Rồi cái này mình suy ra được là sin bình bằng 0 nè, 1 và 9 mũ 0 nè, và bình 1. Sin bằng 0 thì x bằng k pi nha. Sin bằng 1, bằng 1 mọi người chuyển về cái dạng mà thôi như vậy luôn đi. Sin x bằng cộng trừ 1 nha mọi người. Nó còn hạ bậc nó mệt. Để vậy luôn đi. 1 là pi trên 2 nha. X bằng pi trên 2. X bằng cộng k2 pi trừ 1 là trừ pi trên 2. Vậy ghi cộng trừ về luôn đó xong. Nếu mình ghi gộp lại cái này cũng có ai mà nghĩ được cái gộp á thì đáp số rất là tuyệt vời ha, thì không pi trên 2 thì pi này trừ pi trên 2 à, mấy cái nghiệm này là mình lấy bốn cái điểm này nữa, lấy bốn cái điểm này thì là x bằng k pi trên 2 mọi người, k thực tế. Nếu mình gộp được vậy thì quá là tốt, còn lỡ mình không gộp được thì mình cứ ghi đến đây thì cũng khả năng là đủ điểm rồi. Rồi câu 3. Đó, câu này khả năng đặt trên tuổi chung tiếp nè mọi người. Mấy câu mà bốn số hạng đặt trên tuổi chung nha. Bốn số hạng thì thường là mình nhóm hai cái lại với nhau á. Đó, ví dụ như bây giờ nhóm hai cái đầu lại nha. 3 nhân 8 mũ x. Cộng 4 nhân 12 mũ x. Nhóm hai sau lại 8 mũ x 2 nhân 27. Cứ nhóm hai cái đầu hai cái sau lại coi nó sao, nhóm được thì mình nhóm cái một cái thứ ba này nọ ha. Cái này có gì chung, có 8 mũ x 12 là 3 nhân 4, vậy có 4 mũ x chung rồi, đặt 4 mũ x chung ha. 8 mà đặt 4 thì còn 2 nha, 2 mũ x, 4 mà đặt ra thì 3 mũ x. 8 là 3 9 ha, 8 là 9 nhân 2, vậy mình đặt 9 mũ x chung nha, tại 27 có chắc chắn có 9 rồi. 8 đặt 9 còn 2 nè. 27 đặt 9 nó còn 3. Đó thấy không? Có chung rồi nè. Có chung không? 3 nhân 8 mũ x 4 nhân 3 mũ x. Này 2. Chưa thấy chung luôn. 8 7. Chưa thấy chung nha. Chưa thấy chung, để coi coi nhóm cái đầu với cái hai, nhóm cái đầu với cái giữa thôi coi nhóm nha, nhóm cái đầu với cái giữa này thì có cái gì chung, có 2 mũ x chung này là 3 4 mũ x trừ 9 mũ x, còn nhóm cái thứ này với cái này gọi ra cái gì, có gì chung, có 2 chung này, 2 có 3 mũ x chung này. Đặt 2 rồi còn 2 3 mũ x ra còn 4 này. Đặt 2 3 rồi còn 9 mũ x. Ok. Vậy cái này đặt không được nha mọi người. Thành nên chung không được luôn. Vậy thì mình sẽ chia tiếp ha. Thường đó mình chia cho cái số mũ nhỏ nhất nha. Mũ nhỏ nhất của mình hay 8 mũ x đi, chia cho 8 mũ x nha. Và 3 4 12 mũ x 8 mũ x, phút đầu chia 8 mũ x là mất rồi nha. 8 mũ x 8 mũ x trừ 2 7 mũ x 8 mũ x. Rồi, chắc là đẹp á. Đẹp thì bó tay luôn. 12 phần 8, 8 là 4 phần 3. 8 chia cho 4. 3 phần 2. 2 mũ x
18 phần 8. 8 phần 8. 18 là 8 phần 8 mình còn là 9 phần 4. 4 là 3 phần 2 muỗng. X xong muỗng 2 nha mọi người. 4 là 3 phần 2 muỗng 2 á. 3 phần 2 muỗng 2 thì mình ghi là 3 phần 2 muỗng x xong muỗng 2 nha. Từ cái này cũng vậy. Là 27 là 3 muỗng 3, 8 là 3 muỗng 3, 8 là 3 muỗng 2, vậy là 3 phần 2 muỗng 3. Đó. Muỗng x xong muỗng 3 nha. Đó, vậy cái này mình sẽ đặt T là 3 phần 2 muỗng x thôi. Đó là 3 cộng 4T nữa. Trừ T bình, trừ cho 2T muỗng 3 bằng 0. Đó ra thôi. Nó mới tính 3. Rồi, tấm mình sẽ ra T bằng 3 phần 2 nha. T bằng trừ 1. Trừ 1 lại nha. Để T dương. Rồi, bằng 2 thì hồi nãy đặt T là 3 phần 2 muối thôi. Rồi, lấy bằng 1 thôi. Rồi, bài 4. Trước tiên điều kiện nha, cứ thấy log là làm điều kiện trước nha, là x cộng 1 thì lớn hẳn không nha, tại nằm trong log. Rồi thì bài 4 mọi người chú ý là mình gặp cái mũ 2 á, gặp mũ 2 trước tiên mình ghi như vậy trước nha, đỡ lộn. Mũ 2 thì mình ghi vậy nè, mũ 2 mình đưa ra ngoài nè cho dễ nha, ăn đưa ra ngoài khả năng lộn rất cao á, tách thành 3 mũ 2 nè. Rồi cái này mũ 1 phần 2, mũ 1 phần 2 mình đưa chỗ đây nha, là 1 phần 2 đây nha. Đó. Căn bậc 2 là mũ 1 phần 2 nha. Này đưa ra ngoài là 6 chia 2 là 3 nè. Đó thì cái này 1 phần 2 bình là 1 phần 4, 4 với 4 này là bằng 1 ha, mất luôn. Tức là nó này sẽ còn log 3x cộng 1 2 trừ đi 3 log 3x cộng 1. Đó, thì ở đây mình sẽ đặt t là log 3 của x cộng 1. Thì mọi người nhớ là khi đặt t là một cái log thì nó không có điều kiện nha. Tại giá trị log là âm dương thoải mái nha. Mình đặt t là mũ là có điều kiện t lớn không nha. Nhớ rõ nha. Tức là t bình 3t cộng 2 lớn bằng 0. Sẽ ra có máy tính nha. T lớn bằng 2. T bán 1 thay vô log 3 của x cộng 1 lớn bằng 2 log 3 của x cộng 1 thì đây công thức cơ bản ha, x cộng 1 sẽ lớn bằng 3 mũ 2 nha, x cộng 1 sẽ lớn bằng 3 mũ 1 ra được là x lớn bằng 9 chia 1 là 8, 3 chia 1 là 2. Thì giao điều kiện nha mọi người, giao điều kiện của mình nãy là x lớn hẳn trừ 1 nè. Vậy thì mình chia ra là lớn bằng 8 mới lớn bằng trừ 1 là lấy con mã mình lấy nè. Còn bé hơn 2 mà lớn 1 là lấy được trừ 1 hơn 2. Vậy quý vị chia tập hợp nghiệm sẽ là 1 đến 2, 1 vuông 2 tròn trừ 1. Với lại cái khúc 8 cộng vô cực, 8 lấy 1 vuông. Đó, xong rồi. Rồi, câu đạo hàm. Tiếp tục câu đạo hàm mà mình nhớ mấy công thức u mũ n ha. N nhân u mũ n trừ 1 nhân u phẩy. Để mình làm cái câu 1. Đó, cái câu 1. Thấy mũ làm đạo hàm liền. Mũ 3. 3 thì áp dụng thức này. Đây là 3 nhân cho cái u của mình là nguyên cái phân số nha. Mũ 2 nhân cho u phẩy là nguyên cái phân số phẩy ha. Đó. Phân số phẩy. Đi lại nha. U chia v. Chia v là bằng u phẩy v trừ v phẩy u v bình. U phẩy là sin x phẩy nhân cho v 1 cộng cos x
Trừ đi V phẩy là một cộng cos x phẩy. Châu là sin x. Về cho mẫu bình. Cos x bình. Ha. Xin là hàm ra cos này. Cái này chỉ là xin hàm ra cos. Cos x nhân 1 cộng cos x. Cos hàm với sin. Sin là sin bình luôn. Một hàm mà không nhé. Chia cho cái mẫu bình lại nha. Ở này không có bình nhé. Ở này mình nhân phân phối vô là vô là cốt bình cộng sin bình bằng một nha. Ồ vậy bài này rút gọn được luôn hả? Hay vậy. Vậy mình sẽ ra được là ba này bình x bình lên luôn nha. Còn này mũ ba này mất cái còn cái vậy ra mũ ba nha. Còn đồ đạc tại vì có đích cộng một với một có giống nhau nó gọi được cái dưới mũ hai nhân một mũ ba. Câu hai cốt 4x chia tan 3x cốt 4x chia tan 3x cũng là u chia v u phẩy cốt 4x phẩy nhân v tan 3x trừ v phẩy là tan 3x phẩy u là cốt 4x chia cho mẫu bình lên tan 3x bình cốt 4x là cốt u ha cốt u trừ u phẩy sin u còn tan u trừ u phẩy là bằng u phẩy nhân cho một cộng tan bình u hoặc là mọi người có thể dùng công thức phẩy chưa có bình u vẫn được luôn đó. Rồi giá bên đây có 4x đạo hàm là bằng trừ 4x đạo hàm là 4 nhé cho sin 4x nhân tan 3x tan 3x đạo hàm là bằng 3x đạo hàm là 3 này. Tan u là u phẩy cộng tan bình 3x này không có gọn được nha mẫu bình phương này thôi đó xong này không có gọn nữa rồi câu 3 câu 3 thì mọi người nhớ công thức là LNU đạo hàm bằng u phẩy chia u đạo hàm của tan là bằng trừ của tan u ha trừ u phẩy nhân cho một cộng cô tan bình u hoặc là có thể là bằng trừ u phẩy chia cho sin bình u cũng được luôn rồi u của n đạo hàm rất quen thuộc n nhân u muốn n trừ một phải đấy câu câu ba là nu ha thấy là n của gì đó là nu u phẩy là cô tan bình 2x phẩy chia cho u tan bình 2x là cô tan 2x tất cả bình nha. Mình ghi như vậy thì nó thành là u mũ 2 á, 2 bằng 2 u nữa. Nhân u phẩy. Này rút gọn được nè, tan dưới rút gọn được trên còn 2 cô tan thôi. Cô tan u đạo hàm bằng trừ u phẩy. U phẩy là 2x phải là 2 nè. Nhân cho 1 cộng cho cô tan bình. Tan bình 2x. Đó, xong rồi.
Ở đây thì vẫn còn có thể ảnh này giống nhân ha, giống nhân thì không muốn bằng nữa, trừ 4 1 cộng tăng bình cho tăng hai đó thấy rồi thôi. 4 4 thì công thức là gì đây? Mũ ha, a mũ u đạo hàm là bằng u phẩy cho a mũ u ln a. Giờ bốn mũ ln hả, sin phẩy sẽ là u phẩy là ln sin phẩy nhân cho a mũ u bốn mũ ln nhân cho ln a ln bốn. Đấy, cái này là u tiếp bằng u phẩy chia u sin phẩy chia cho sin, còn mấy này ghi lại nha, sin là hàm Lacoste lại. Rồi số cuối cùng của mình sẽ là sin cos chia sin là tan ha, à ra cotan x nhân cho 4 mũ là n sin là n 4 đó xong. Rồi, tiếp tục qua bài phương trình trực tuyến. Trình trực tuyến. Rồi, trình trực tuyến của mình là cái phương trình là y bằng f phẩy 0 x0 cộng y0. Thì phương trình trực tuyến là cái này. Rồi. Rồi. Khi đề bài khi cho trực tuyến của mình mà song song với đường thẳng D y bằng ax cộng b thì cái hệ số góc trực tuyến của mình nó chính bằng cái hệ số góc của đường thẳng này luôn là a, hệ số song song là cục hệ số góc. Còn khi cho trực tuyến mà vuông góc với đường thẳng thì tích hệ số góc sẽ bằng một nha mọi người, tức là mọi người có thể ghi ngắn gọn á. À, mình nhân cho a bằng trừ 1 là mình sẽ rút được f phẩy x 0 trừ 1 phần a. Đó, đề bài cho cái này. Vậy thì trước tiên mình phải biến đổi cái này nha mọi người, đổi cái này thành cái dạng y bằng ax cộng b nha, là mình biến đổi này thành y bằng là 1 phần 3 x cộng 2018 chia 3. Đó, thì cái 1 phần 3 này hệ số góc này đó, mình kia là vì trực tuyến song song với được ta bằng 3x 8 3 đi ra cái f phẩy 0 rồi. Nói chung gặp mấy bài này mới vô mình tính f phẩy nha, phẩy x cái này u chia v ha. Rồi, trên lớp mà xài được công thức nhanh thì mình xài, không thì mình chia v thôi, u phẩy v trừ v phẩy u x trừ 4 cái mẫu bình x bình chữ x bình còn x bình 2 trừ 4 trừ 6 6 cộng 4 trừ 2 4 với trừ 4 mất rồi, ok rất là đẹp đó. Rồi vậy thì mình sau khi tính f phẩy xong cái chỗ này sẽ tương đương là bình trừ 2x, ở đây chính là x0 nha, x0 thì thay nó x0 bằng 1 phần 3. Ủa quên vuông góc chứ, quên bây giờ vuông góc mà góc thì trừ 1 phần ha, trừ 1 phần cái này là bằng trừ 3 nha, 3 trừ 1 phần cái đó nha là trừ 3. Rồi mình nhân chéo lên x bình 2 x 0 thì nhân chéo lên là trừ 3 x 0 bình cộng 6 x 0
ta. Vé qua 4x0 bình 8x0 cộng 3. Đó, mình bấm mình tính ra x0. Bấm mình sẽ ra được là 0 bằng 3 phần 2. 0 bằng 2. Rồi mình có hai trường hợp, trường hợp 1 x0 bằng 3 phần 2 thì ra y0 sẽ bằng bao nhiêu. Tính y thế vô cái đề nha, đề là cái trên cùng này cho hàm số y nha mọi người, chứ y phải phải thế 3 phần 2 vô cái đề nha. 3 phần 2 bình trừ 4 nhân 3 phần 2 cộng 4 chia cho 3 phần 2 trừ 1. Này nó ra 1 phần 2. F phẩy của mình luôn luôn bằng trừ 3 nha mọi người. F phẩy của mình lúc nào cũng bằng trừ 3, khỏi tính nha. Đây, F phẩy của mình lúc nào cũng bằng trừ 3 nè. Cho nên mình sẽ có phương trình tiếp tuyến là y bằng F phẩy, phẩy là trừ 3 nè. X là 3 phần 2 nè, y là 1 phần 2. Nhân phối vô là 3x 9 phần 2, 10 phần 2 trừ 3x cộng 5. Rồi, từ trường hợp 2 của mình là x0 của mình bằng 1 phần 2. Rồi, thay vô cái đề để tìm y0 nha. Rồi, nó ra là trừ 9 phần 2 nha. Vậy thì mình cũng có phương trình tiếp tuyến. Y bằng f phẩy, f phẩy lúc nào bằng trừ 3 nha. X trừ 1 phần 2, 2. 3x 3 phần 2 trừ 9 phần 2, 6 phần 2, 6 phần 2 là trừ 3. Đó xong. Đó, mình có hai cái phương trình tiếp tuyến. Rồi, ba câu chứng minh khá là dễ ha. Câu 4. Nó có trong biểu thức chứng minh nó có y phẩy và y hai phẩy thì mình tính y phẩy y hai phẩy thôi. Y bằng tan thì y phẩy sẽ là 1 cộng tan bình đó. Rồi mình tính y hai phẩy, phẩy là này phẩy tiếp hàm là 1 nha. Hay là tan x bình cũng là phẩy nha. Cái bình mình đưa ra ngoài cho dễ thì áp dụng u mũ alpha nha, bằng 2 u nhân u phẩy đó, bằng 2 tan phẩy là 1 cộng tan bình tích đó, nó là thế vô nha. Đó, để suy ra mình chứng minh cái số 1 này lấy trái ha. 6 y chia cho y 2 phẩy trừ 1 phần y phẩy trừ cos 2. Y của mình là cái đề nha, mình là tan là 6 tan y 2 phẩy là này 2 tan 1 cộng tan bình x. Y phẩy của mình là 1 cộng tan bình có thể x. Rồi, bằng tan tan mất nè, cộng 3 thôi. 3 phần 1 cộng tan bình trừ đi 1 phần 1 cộng tan bình. Rồi, cái này 3 trừ 1 là 2 nha. 2 phần 1 cộng tan bình trừ đi cos 2x. À, mọi người nhớ là 1 cộng tan bình á là bằng gì không? Bằng 1 phần cos bình. Vậy thì từ đây mình suy ra là 1 phần 1 cộng tan bình sẽ bằng gì? Sẽ bằng đảo ngược lên ha, là bằng cos bình Rồi mình có công thức đó là cos 2x thì bằng gì? Có điều kiện bằng là cos bình x trừ sin bình x. Đó thì mình ráp ra đây ha. Sẽ là 2 cos bình. Này là cos bình trừ sin bình. Rồi. Mở ngoặc ra cos bình trừ sin cos 2 cos trừ cos là cos thôi cộng rồi cos bình trừ sin một xong bằng cái phải, phải của mình là một. À, nói chung là biến đổi tối chút xíu tính đạo hàm đúng thế vô là được. Công thức lượng giá thì chắc nữa à, hơi mệt đó. Rồi câu 5. Cho SA bằng SB bằng SD hình thoi
Tâm trọng tâm tam giác ABD, ABD đây đi, đứng lên rồi. A D D D của vậy mình cho từ cho A đây đi, cho A tam giác BCD hả, tam giác ABD. Hình thoi góc BAD bằng 60 độ. Chỗ A đây đi. A đây. B, CD. Khoảng 60 ha. Tâm. Về trọng tâm nha, chứ không phải trung điểm nha. Để vẽ lại. Trọng tâm. Tâm để lùi lên chút nha. Vẽ về giống trung điểm. Đường quan trọng nhất của đề là cái đường cao nha. H là trọng tâm. Ồ. Đấy, để cho mấy cái cạnh bên này bằng nhau. Đó, giờ chứng minh SH bằng góc với lại ABCD. Cũng câu này cũng khá là đơn giản ha. Đó, cái cách chứng minh dễ dàng nhất của câu A là mình dựa vào lý thuyết trong sách giáo khoa, dựa vào cái định nghĩa hình chóp đều á. Tức là hình chóp đều, mọi người cứ nhớ cái hình chóp đều là cái hình chóp mà có tất cả các cạnh, có mấy cạnh bên bằng nhau, rồi có cạnh đáy bằng nhau. Đáy là đa giác đều nha. Ở đây mình thấy mình xét cái hình chóp SABD nè. Các cạnh bên bằng nhau đúng không? Đề nó cho này SA bằng SB bằng SD. Đó, rồi tam giác ABD đều nè. Tại vì tam giác ABD có góc 60, hai cạnh này đều bằng 2A hết. Nhất cân mà có một góc 60 độ thì nó đều ha. Đó, nên suy ra cái hình chóp này hình chóp đều. Đó, hình chóp đều thì người ta quy định luôn là đường cao là nối từ đỉnh xuống cái tâm của đáy á. À, vậy suy ra là SH vuông góc ABCD góc đều nhé. Đó, đây là cách chứng minh dễ nhất dựa vào kiến thức sách giáo khoa nha. Kiến thức sách giáo khoa lúc nào cũng đúng nha mọi người. Còn cái câu này mà chứng minh kiểu khác là mình phải giả sử H là hình chiếu ha, thì H phải hình chiếu thôi đó, mình kêu chứng minh H phải trùng H thì hơi căng. Nên giờ mọi người cứ nhớ là một cái hình chóp mà cho các cạnh bên bằng nhau, rồi đáy là một cái đa giác đều. Đa giác đều đây là ví dụ như tam giác thì là tam giác đều nha, còn tứ giác là phải hình vuông nha mới được đó, nhớ vậy mà chứng minh SB vuông góc với BC, B vuông góc BC à, thế thì thôi B vuông góc với BC chứng minh SB vuông góc với BC. Bây giờ muốn chứng minh SB góc với BC thì mình cần chứng minh cái lý luận ở đây là cần chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng nào đó mà có chứa SB đó. Thì mình nghĩ ngay đến mặt phẳng gì mọi người, cái điểm quan trọng nhất bài này điểm H, nghĩ ngay chứng minh vuông góc mặt phẳng SHB nha. Tại sao? Vì mọi người ý là đây cái tam giác ABD đều, tam giác ABD mà đều, ABD nó đều thì cái đường BH này cũng là đường cao đúng không? Để nó đều thì trọng tâm hay tâm đường nhỏ tiếp thì chụp nhau hết, BH sẽ vuông góc đường cao nên góc AD, mà AD thì nó cũng song song với BC ha, đó cho nên mình cũng suy ra được là BC góc với lại BH. Mặt khác BC thì còn vuông góc với SH nữa, SH cũng có đáy mà,
H vừa cũng góc đáy ha, cho nên BC cũng góc bằng FTH dẫn đến BC góc với FB này vuông. Tính góc giữa BH và SC, BH và SC, ok, góc giữa BH và SC, SC hả? Ok, BH và SC sẽ kiếm đường song song ha, song song với SC hoặc là song song với BH. Để coi song song với SC hay BH nha. Song song với SC thì mình có thể kẻ cái chỗ đây. Từ điểm H này mình kẻ lên đây. Từ điểm H mình kẻ lên đây ha. Song lên đây. Để coi tính dễ không. Song đây thì khả năng tính không có ấy lắm. Từ cái bên đây ha. BH có thể nó song song với đường này. Đường này kẻ vuông song song lên đây. Còn đây là song song SC. Cái này có dễ không? Cái này đoạn này tính đường nè. Này một nửa SC tính được luôn. À, quan trọng tính cái đoạn này. Là đường trung tuyến ha. Tuyến tuyến khả năng tính được luôn ha. Để chọn cách nào đây ta? À, một là mình chọn bên đây, tại bên đây song song với lại SC dưới đường dưới song song BH, chọn bên đây là cái khúc này, rồi tính lại khúc này rồi tính dễ không? Song SC thì đoạn này tính được nè. Đây, đoạn kia tính được luôn. Kia tính khó hơn, tính bên đây đi ha. Đây đi. Lấy trung điểm hết. M đi. N đi, đây đều trung điểm hết nha. Có đây xong rồi nha. Để xóa này đi. Để làm câu này. Này mình có góc giữa vô 2, góc giữa BH với SC. BH thì nó song song với DM nha. Hay bằng DM, SC song song MN. Hay vô. Thì mình tính tính DM MN. Cái góc này nha. Không biết nó có nhọn thì tù tính nha. Rồi, DM thì tính ba cạnh của tam giác DM DMN nha. DM thì nó bằng BH bằng BI đi. Là tam giác đều ha. Căn 3 phần 2. Cạnh của cạnh là 2A là A căn 3. Đó là DM. Còn MN thì SC. C thì để coi. C phải dùng tam giác SHC ha. Ok, thì dùng tam giác SHC. Dùng tam giác SHC thì phải tính được HC và SH. Rồi tính SH chứ nha. SH thì SH mình dùng tam giác SAH thôi. Còn SA bình trừ đi AH bình đi. SA là A căn 3 này, 3 bình. AH riêng nha. AH là bằng AH với BH bằng nhau ha. Thì AH bằng BH. BH thì bằng 2 phần 3 của BI nha. BI đường cao này. Là 2 phần 3 A căn 3 nha. Mình tính là A căn 3 đó. 2 phần 3 A căn 3 bình. Rồi bấm máy ha. 9 trừ đi 53 phần 3 cũng rất kỳ. Ủa, 3
3 trừ đi thôi nhé, 3 trừ 5 phần 3 thôi. Căn của 5 phần 3. Đó là SH. SH rồi tính CH nữa nha. CH thì CH thì nó CO. CH nó bằng CO cộng cho OH thôi. CO chính là đoạn AO nha, AO đường cao, đường cao nhất đều nha. A căn 3. OH là 1 phần 3 của A căn 3. Nó bằng 4 phần 3 của A căn 3. Rồi, có CH có SH rồi. Tính SC. C sẽ bằng SH. Rồi, có rồi nha. Thì mình lên là 5 phần 3 nè. Mình lên là 6 phần 3. Vậy là 21 phần 3 là A căn 7. Đẹp dữ. Đây là A căn 7. Và DM của mình là A căn 7 trên 2. Ủa, mà N chứ. Là M. A căn 7 trên 2. Đó, có DM rồi. Có DM là A căn 3. Có NM là A căn 7. Ha. Giờ mình tính DN thôi. N thì dùng cái tam giác SBD. BD mình có SB bằng SD nè. Và bằng A căn 3. Có bằng BD là bằng 2A, đó là nó tam giác đều ha. Rồi, mình tính cái đường cao ở đây. À quên, đường trung tuyến chứ. Phải dùng công thức đường trung tuyến ra trời. Tuyến thì để coi. Rồi, mình có công thức đường trung tuyến nha. Đây, tuyến. Đường trung tuyến. Có đường trung tuyến DN ha. Sẽ bằng căn hai cạnh kia. Hai cạnh kia là SD bình cộng cho BD bình chia cho 2 trừ đi cạnh ứng với DN là SB bình chia 4. Thay số vô. SD là căn 3 S3 bình. BD là 2A. 3 bình. Đó, xong. 7 3 đẹp chưa? 7 3 1 phần 4 căn 11 phần 2 nha. Đó, xong. Vậy mình dùng delete code mình tính cái góc MDN thôi. Cos góc D MN. Cos góc DMN MN bình cộng MD bình trừ đi DN bình trừ 2 MN nhân MD. Thay số vô. MN sẽ là A căn 7 là 7 phần 4 A bình. MD đây là 3 A bình. DN vừa tính xong. 1 4 chia 2. MN là nhiêu? MN là căn 7 phần 2. 3. Rồi bấm ơi. Bằng 2 21 phần 21 bằng máy tính code sáu mươi bốn độ đó, như vậy kết luận cùng là 64 độ ha.
Rồi, câu 3. Tính khoảng cách từ B đến SAD. Rồi. Cái hình này ha. Khoảng cách copy. Giờ câu B, C, cách từ B đến khoảng SAD. Thì từ đây mình dựng đến SAD, mình dựng cũng được nha, mình sẽ dựng từ H nha mọi người. Ta sẽ tính cách từ H đến khoảng SAD nha. Sau đó mình suy ngược lại khoảng cách từ B đến SAD nha. Thì mình cũng có hai bước cơ bản. Bước một là mình kẻ, tại vì H là trên đường cao nên mình làm vậy mà kẻ H có HI kìa, góc với cái nằm trong cạnh đáy là AD tại điểm Y đó. Sau đó bước hai là mình sẽ kẻ rồi H chay đi vuông góc với S Y Y gạo xuống rồi. Chay đó là xong, nối cái này xuống đây mình dựng lại. Đó, mình dễ dàng chứng minh được HJ vuông góc với phẳng SAD không? Đây, ta có HJ vuông góc với SI là một này. Ngoài ra HJ nó cũng vuông góc với lại AD nữa. Tại sao? Tại vì AD mình thấy nó vuông với hai đường ha. Cái này BH nữa. Rồi AD nó còn vuông góc với SH nữa. Đó. HJ nha. Cho nên là AD vuông góc bằng SBH. SBH có chứa HJ nha. Chạy còn SBH này. Đây dẫn đến HJ có một phẳng SBH à SAD chứ. Vậy chạy chia ra khoảng cách A trên phẳng SAD. Chạy tính HJ thì một phần thôi, phần HJ bình, phần SH bình, cộng phần HI bình. Hệ thức lượng á, tao nhóc vuông tại H ha. SH nãy mình tính rồi nè. SH nãy là SH nãy có tính rồi. Cảm ơn cho tao. SH là căn 5 phần 3 kìa. Đúng rồi, đó là căn 5 phần 3. À, 5 phần 3 còn HJ là nó bằng 1 phần 3 BH ha. BH nãy là A căn 3. Ủa B máy ơi bấm đảo ngược lên ha, 3 phần 5 cộng cho cái đảo ngược lên là 3, 18 phần 5 đảo ngược lên HJ sẽ là 5 phần 18 a à. Đi ra là căn của 5 căn 10 phần 6 à. Đó mình có khoảng cách này, khoảng cách từ H rồi nha, đây chính là khoảng cách từ H đến khoảng SAD. Bây giờ mình muốn suy ra khoảng cách từ B đến SAD, trả lời câu hỏi sau. BH cắt mặt phẳng SAD ở đâu? Thì mình nhìn trên vẽ BH cắt SAD tại Y đúng không? Đó mình suy ra khoảng cách B SAD khoảng cách từ H đến SAD. Trên đây là B, dưới này là H. Thêm cái điểm cắt vô, bay vô. Mà BI chia HI là bằng 3. Đó, vậy suy ra khoảng cách từ H cách từ B thế là D 3 lần khoảng cách từ H đến SAD. À, nhân 3 chỗ này thôi. Đây. 3 cho cái đó, 3 cho đó thì nó ra là căn 10 A phần 2. Xong, cuối cùng. Tiếp tục câu tiếp theo, khoảng cách giữa BD và SC. D và SC
cách hai thằng chéo nhau. D cách giữa BD FC. BD với FC. Để coi BD FC nó vuông góc nhau không. Hai thẳng mà chéo nhau mà vuông mà BD đây. Này đường D, đường này đường FC. Nếu mà chéo nhau mà mình kẻ đủ góc thì có khoảng cách ở đoạn này luôn nha mọi người. Để coi là nó có, nếu nó có vuông góc thì mình kẻ đường góc chung được. Rồi nó có nè mọi người. Vậy nếu mà mọi người nhớ khi nào kẻ đường góc chung, nếu mà BD mà vuông góc FC á, là mình sẽ kẻ được đường góc chung nha. Đường vuông góc chung tức là cái đường vuông góc với cả hai BD và FC luôn á. À, tại sao bây giờ mình chứng minh nè. Bây giờ mình thấy là BD vuông góc với lại AC nè, cho hàng chéo hình thoi nha. BD vuông góc SH nè. Rồi có suy ra là BD vuông góc với khoảng SAC không? Thì AC với SH đều nằm trong SAC mà. Tính đến BD vuông góc với lại C. Đó, BD vuông góc SC cho nên mình sẽ kẻ được vuông góc chung. Đây cái vuông góc chung mình kẻ từ O ha. Kẻ từ O, dựng từ O lên FC, vuông góc FC là xong. Đây là đường T đi. Đó, giờ thầy sẽ kẻ T, góc FC. Mà OT nó cũng góc với BD nữa đúng không mọi người? Tại vì BD vuông góc với lại SAC và OT nó nằm trong SAC mà. Đặc biệt như vậy. Đó, như vậy mọi người sẽ suy ra được khoảng cách BD và SC. Cái đường góc chung của mình là đường OT này. T và SC. Đó, thì cái nhiệm vụ của mình giờ chỉ tính là OT thôi. Rồi, tính OT thì mình có thể dùng tam giác lòng vàng hoặc là thầy có thể dùng, ví dụ thì dùng tam giác lòng vàng được, mình dùng sin cos tan được, thầy ví dụ thầy dùng sin nha. Dùng cái góc này nè. Cái góc này nó nằm trong cái tam giác FOT, cái này nó nằm trong tam giác SHC đúng không? Thì dùng cái này, ví dụ thầy tính OT thì dùng sin nha, sin và góc nó góc C nha, đối là OT, liền là OC. Cũng dùng tam giác SHC vuông tại H thì sin góc C luôn, C là chung mà, đối là SH. Tiền là SC. Đó. Vậy mình sẽ suy ra được là OT chia OC sẽ bằng SH. Đây suy ra OT sẽ bằng là OC nhân SH. Như có hết là sao? OC là đường cao ha. OC nó bằng AO, AO đường cao nãy là cao nhất đều A căn 3 nữa. Tính vừa tính. SH nãy tính rồi. Căn 5 phần 3. SH là căn 3 nha. SC, SC nãy cũng tính luôn rồi. Đó, tính hết rồi. C nãy mình tính nhiêu ta? A căn 7. Xong. Có mấy là được. Đây sẽ ra căn 3, căn 3 mất nè. Căn 5 trên căn 7 là A căn 35 phần 7. Rồi, xong. Đó. Vẫn còn là A căn 35 phần 7. Rồi, tạm biệt mọi người nha.